thông qua mạng xã hội để biểu lộ bản thân là một điều rất tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý, nếu bạn vẫn đang khoe ba điều này lên mạng thì nên dừng lại ngay, nếu không bạn có thể trở thành trò cười trong mắt mọi người, thay vì đạt được sự chú ý và hâm mộ như mong đợi đấy. Hạnh phúc không phải là để khoe khoang. Khi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của mình lên mạng xã hội, nếu là một hai lần thì còn có thể nhận được sự chúc phúc của mọi người, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy mãi sẽ rất dễ khiến người khác phản cảm. Suy cho cùng, ấm lạnh tự mình biết, nếu cứ cố tỏ ra vui vẻ, điệu bộ như thể nơi đây không có nỗi buồn, thì sẽ dễ khiến người khác nghĩ rằng bạn đang che giấu vấn đề của mình đấy. Đừng bày hạnh phúc của mình lên mạng xã hội, hãy giấu niềm hạnh phúc vào sâu thẳm trong trái tim và cố gắng trở thành một trụ cột cho gia đình. Một người cầu tiến cần mẫn, có như vậy, gia đình mới hòa thuận, đây mới là hạnh phúc. Nói tóm lại, đôi khi bạn bày lên mạng những khoảnh khắc vui vẻ của mình, bạn chỉ nghĩ đó là một kiểu chia sẻ mà thôi. Nhưng đối với những người đang thấy không vui, họ sẽ cảm thấy đó là một sự chế giễu, thậm chí còn ảnh hưởng đến tình cảm giữa bạn và họ. Khoe khoang tiền của là một hành vi ngu ngốc. Ai cũng muốn giàu có, đó là bản chất của con người. Có được sự giàu có như mong muốn thông qua nỗ lực của bản thân là phần thưởng xứng đáng cho những người chăm chỉ và là sự khẳng định năng lực của một con người. Tuy nhiên, tục ngữ có câu, của cải không lộ ra ngoài. Khoe khoang tiền của lên mạng là một hành vi thiếu khôn ngoan, có thể sẽ mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Thời nay, người giàu thì muốn người khác cảm thấy rằng họ không có tiền, còn người không có tiền thì lại cố gắng một cách tuyệt vọng để chứng tỏ rằng họ giàu có. Nếu bạn khoe khoang sự giàu có của mình lên mạng xã hội chỉ để mọi người nghĩ rằng bạn giàu có, thì tôi chắc chắn 100% rằng tiền của bạn sẽ bị người ta mượn sớm thôi. Khi bạn bè mượn tiền, cho hay không cho vẫn là một vấn đề nan giải. Nếu cho thì có thể sẽ một đi không trở về, nếu không cho thì lại làm tổn thương lòng tự trọng của bạn mình. Họ nhất định sẽ cho rằng bạn cố tình thấy chết mà không cứu, làm ảnh hưởng đến tình bạn bấy lâu. Việc phô trương tài sản lên mạng xã hội, có thể nó sẽ mang lại cho bạn sự thỏa mãn cái tôi, nhưng đồng thời cũng sẽ mang đến cho bạn vô số rắc rối và những tổn thất không đáng có. Những người thông minh không làm điều đó. Khoe khoang thành tựu sẽ khiến người khác khinh bỉ. Có vài người vừa đạt được ít thành tích vặt thì đã lập tức đem lên mạng xã hội khoe khoang. Những người như vậy rất dễ khiến người khác khinh thường, vì mọi người sẽ nghĩ rằng họ quá ham hư vinh, mà người ham hư vinh thì thường sẽ không nhận được sự công nhận từ người khác. Trên thực tế, những người bạn trên mạng xã hội có lẽ đều có những trải nghiệm tương tự như nhau, cho nên thành tích của mọi người sẽ không có quá nhiều chênh lệch. Vì vậy, việc khoe khoang thành tích không giúp bạn thu hút được sự chú ý của người khác đâu. Vì có thể có nhiều người bạn có thành tích cao hơn cả bạn nhưng chỉ là họ không chọn khoe nó lên mạng thôi. Do đó khi bạn khoe khoang quá lố lăng, bạn sẽ lập tức trở thành trò cười trong mắt họ.